Cuộc sống luôn vận hành theo quy luật. Mọi người chúng ta đều phải trải qua chu kỳ tự nhiên của cuộc đời. Tất cả những gì bạn cho đi sẽ là những gì bạn nhận lại. Ngay khi chào đời, ta nhận được sự âu yếm của ông bà, cha mẹ. Ở tuổi ấu thơ, ta lớn lên trong vòng tay yêu thương. Khi trưởng thành, ta tự tin dấn bước với hoài bão và những hành trang. Ta đón nhận tình yêu, xây dựng gia đình, kiến tạo sự nghiệp. Vào đầu trung niên, ta vun đắp thành công, nâng niu tương lai con cái. Ta gìn giữ hạnh phúc, dõi theo mơ ước thế hệ tiếp sau. Khi mùa đông của đời mình đến, ta sẽ đối diện với chính ta. Đó cũng là khi ta nhìn lại cuộc sống với những hoài niệm băn khoăn. Ta nhận được bao nhiêu và ta đã cho đi những gì? Cho tình yêu của mình, cho gia đình của mình, cho con cái của mình và cho chính mình lúc đầu bạc sức mòn. Sao ta không cho đi khi tuổi hãy còn xanh? Lần đầu tiên sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được thiết kế như những món quà thay lời muốn nói mà bạn dành cho người thân yêu. Vượt trên mọi giá trị vật chất, đó chính là quà tặng cuộc sống. Quà tặng hôn nhân để vun đắp tình yêu khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Quà tặng gia đình để dự phòng cho cuộc sống gia đình vững chắc. Quà tặng tương lai để chuẩn bị hành trang cho con khi chạm ngõ cuộc đời. Quà tặng tuổi vàng, tích lũy cho tuổi hưu an nhàn và độc lập tài chính. Quà tặng cuộc sống chính là món quà vô giá, xứng tầm tình yêu mà bạn dành cho gia đình mình.